Bây giờ xin mời bà con nghe tiếp theo bài Thèm của tác giả Tiểu Tử. Thèm quá, tao thèm ăn ngay một tô mì. Thọc tay vào túi quần, tao đụng hai tờ giấy bạc. Móc ra xem thì ra là 2 đồng. Tao chỉ có ngần đó thôi, nhưng 2 đồng đủ để ăn một tô mì rồi. Thì ăn đại một tô cho nó đã. Tao dậm bước vào tiệm nước, bỗng nhớ lại vợ tao hồi sáng khi trao cho tao 2 đồng đó, có dặn: chiều anh ghé chợ cây quéo mua 6 cái hột vịt và nửa giỏ rau, vậy anh bắt nồi cơm bỏ vô luộc trước, chừng mẹ con em về em làm nước mắm rồi dầm cho nhà ăn. Hình ảnh cả nhà tao 7 đứa quây quần bên nửa giỏ rau và 6 cái hột vịt, và hình ảnh tao một mình ngồi ăn tô mì làm tao khựng lại. Tô mì mà tao muốn ăn, thèm ăn, là cả một bữa ăn của gia đình, tao không thể đổi được, thà là tao nhịn thèm. Tụi bay biết không, bây giờ tao đi làm bằng xe đạp, tụi bay đừng cười, tao không giỡn đâu. Hồi xưa, trong bọn mấy đứa tụi mình, tao là thằng tếu nhất. Tao hay kể chuyện tếu lâm, hay bịa chuyện này, chuyện nọ để chọc cười, để phá phách cho vui với nhau, nên tụi bay thường nói: coi chừng nó nói cái gì, mình phải xin kêu coi nó có đúng không, rồi hãy tin. Hồi đó khác, bây giờ khác, tụi bay đi hết rồi, chỉ còn mình tao kẹt lại. Nói thiệt hay nói dốc đều không còn ý nghĩa gì nữa, cũng không còn giá trị gì nữa đối với tao, bởi vì không còn ai để giỡn, không còn lòng dạ đâu để giỡn. Và cái cười của tao đã vượt biên đâu mất từ lâu. Điều ngộ nghĩnh là bây giờ bất cứ chuyện gì tao kể ra chắc chắn tụi bay đều không tin ráo, bởi vì tụi bay đã di tản trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Không thấy không biết những gì đã xảy ra ở trong nước, làm sao mà tin. Vả lại những gì đã xảy ra đã không xảy ra theo quy luật thông thường. Tất cả đều bị xáo trộn, đảo lộn một cách nghịch lý, đến nỗi tao là người sống trong đó mà lắm khi tao phải tự hỏi, làm sao có thể như vậy được? Vậy mà nó đã như vậy được, tụi bay à, khó tin nhưng có thật. Cho nên những gì tao viết ở đây cho tụi bay hoàn toàn là những chuyện có thật mà khó tin đó. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, tao cứ phải nghe ra rả, nói láo, nói dốc, cứ phải luôn luôn nói láo, nói dốc. Nào là đã vượt chỉ tiêu 150%, chỉ tiêu là con số đã được ấn định trước cho mức sản xuất, không biết là bao nhiêu, nhưng thấy tháng nào cũng vượt, năm nào cũng vượt, ngành nào cũng vượt. Tao phải dịch những chữ mới rõ ràng ra như vậy cho tụi bay hiểu. Bởi vì bây giờ mình không còn nói giống như hồi trước nữa. Nào là đã hồ hởi phấn khởi đi làm nghĩa vụ, nghĩa là đi làm cái nghĩa vụ gì đó một cách khoái trá sôi động, bởi vì biết chắc rằng không đi cũng không được. Nào là hoàn toàn nhất trí, bây giờ không nói ề nhất ừ nữa, mà nói ề nhất ừ nghe cách mạng hơn, nghĩa là đồng ý hoàn toàn cho nó rồi, kẻo không thì kẹt lắm. Mọi người đều nhất trí hết mà mình không nhất trí thì nó lòi ra coi không giống ai. Thành ra nhất trí cũng có nghĩa là phải làm như mọi người. Tụi bay hiểu chưa? Nào là làm việc rất là năng nổ. Tao nghĩ chắc khỏi cần dịch, tụi bay cứ nghe nó lốp bốp là đoán ra cái nghĩa của nó rồi. Đại khái là làm việc giống như có cờ phất trống khua, có loa trên loa dưới ồn ào, còn lè phè suốt buổi hút thuốc uống trà là chuyện khác, vân vân và vân vân kể không hết. Sau bao năm dài sống trong môi trường như kể trên, cái thèm rất lớn của tao là được sống thật, nói thật, cho nên viết cho tụi bay giống như tao được giải phóng. Vậy những gì tao kể ra đây tụi bay khỏi phải xin kêu. Bây giờ tao đi làm bằng xe đạp, vẫn làm ở sở cũ. Còn được làm việc ở sở cũ là may đó ngang, nhiều người bị đổi đi nơi khác xa hơn, và thường thì ở một ngành nghề không dính dấp gì tới phần chuyên môn của mình hết, cách mạng mà. Cái xe hơi con cóc, tao đã cho nó lên nằm trên bóng gọc cây để bán lần bán hồi bốn bánh xe,
cái bình điện, cái đài Mơ-rơ. Hầu như tháng nào tao cũng phải bán một món gì trong nhà, bởi vì lương của tao cộng với những gì vợ tao và hai con gái lớn kiếm được hàng tháng không đủ sống. Tình trạng đó bắt đầu từ sau hai trận nhà nước đổi tiền. Đạp xe riết rồi cũng quen, khoảng cách trên 10 cây số từ nhà đến sở tao coi như pha. Chỉ bực mình là xe đạp của tao hay súc sinh khi nó nhảy ổ gà, mà đường xá bây giờ ổ gà ở đâu nó lòi ra nhiều quá. Người ta nói Mỹ rút đi để lại toàn là đồ giả không, tao nghe sao chép vậy. Cho nên ở nhiều đoạn đường tao lái xe tránh ổ gà giống như người say rượu, vậy mà có hôm vẫn nhảy ổ gà. Cho nên hai tay tao thường lấm lem dầu đất mà quần áo thì ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ tao làm việc thông tầm, nghĩa là làm suốt tới chiều rồi về sớm, không có về nhà ăn cơm nghỉ trưa như hồi trước. Vì vậy, mỗi sáng tao mang theo một lon Gigo cơm với vài miếng cá mặn để ăn tại bàn viết buổi trưa. Chiều về sớm, tao có bổn phận nấu cơm làm đồ ăn, bởi vì giờ đó vợ tao còn làm việc ở tổ may thiêu cách nhà cũng khá xa. Mỗi sáng đi làm, lúc nào tao cũng đem theo cái giỏ đi chợ treo toàn ten ở ghi đông, giống như đi chợ chứ không giống như đi làm, bởi vì trong sở thường hay bất thần bán cho nhân viên, gọi là phân phối chứ không gọi là bán, nghe có vẻ chia sẻ hơn là trao đổi. Cá, rau cải, vân vân, tuy không nhiều và không được lựa chọn, vì phải bắt thăm trúng lô nào lấy lô đó, nhưng rẻ hơn ngoài chợ thành ra cũng đỡ. Cho nên đi làm việc mà ngày nào cũng nhóng nhóng hỏi thăm coi bữa nay có phân phối gì không, và chiều về đến nhà, thằng con tao, thằng Út đó, tụi bay nhớ không, bây giờ nó lớn đại rồi. Chạy ra mở cổng lúc nào cũng hỏi, bữa nay có mua được gì không ba? Và hôm nào thấy trong giỏ có đồ gì để ăn là mắt nó sáng rỡ. Tội nghiệp, sống trong sự thiếu thốn triền miên, có đứa nhỏ nào, có người lớn nào mà không nghĩ đến miếng ăn. Bây giờ tao hút thuốc lá vấn hay tao tự vấn lấy? Không phải tao muốn lập dị, mà vì tao không đủ sức mua loại thuốc điếu kỹ nghệ thông thường. Mới đầu tao vấn thuốc rê Gò Vấp, nó nặng muốn tét phổi. Về sau tao bắt chước thiên hạ, mua thuốc lá Lạng Sơn đã sắc sẵn. Nghe nói là giống thuốc vị tri nhà, mấy ông ngoài Bắc bảo thế, đem trộn với thuốc Gò Vấp, hút thấy được. Vậy là mỗi khi muốn hút, tao cứ tà tà xé một miếng giấy quyển, tà tà rứt một miếng thuốc kéo cho dài dài ra, khi để lên lòng giấy, rồi đặt hết tâm tư vào mấy ngón tay của cả hai bàn tay đang chụm lại, nâng nhẹ giấy và thuốc, đẩy ém, lạnh, cuốn, xe, cho điếu thuốc được tròn đều trước khi đưa lên lưỡi liếm, xem thật ung dung nhàn hạ, giống như một nghi thức, và tao có quyền tà tà vấn thuốc như vậy bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, trong khi làm việc, trong các buổi hội họp, học tập và ngay cả trước mặt ông sếp của tao nữa. Sếp bây giờ gọi là thủ trưởng, nôm na là cái đầu đứng đầu. Còn cái đầu có cái óc hay không lại là chuyện khác. Cho nên hút thuốc vấn đối với tao giống như là một cách thoát tục, cái tục quá tục mà tao đang sống bây giờ. Tuy nhiên, sao tao vẫn nghe thèm điếu thuốc ba số năm là loại thuốc mà mấy chục năm tao đã hút, làm như mùi vị của nó còn nằm ở đâu trong máu trong xương. Nhiều đêm trợ giấc, tao nghe thèm rây rứt, thèm chảy nước mắt. Chiều hôm qua trên đường về nhà, đạp xe tới chợ Tân Định thì trời bỗng đổ mưa. Tao tấp vô đục mưa dưới mái hiên tiệm nước nằm ở góc đường dọc hông chợ và đường Hai Bà Trưng, lúc đó cỡ gần 5 giờ. Trong tiệm thấy lai rai có người ăn uống, tao đã đứng sát vào vách vậy mà gió cũng tạt mưa vào ướt hết phía dưới chân. Một lát tao nghe lạnh chân, rồi tao nghe đói. Cái đói đến một cách đột ngột, giống như nó chui từ dưới chân chui lên. Hồi nãy đạp xe trên đường, tao có thấy đói đâu. Mặc dù buổi trưa tao chỉ ăn có một lon Gigo cơm với ít mắm ruốc, dĩ nhiên là tao có uống thật nhiều trà. Thứ này loại thường thôi, trong sở, bây giờ gọi là cơ quan. Có chị nhân viên tối ngày cứ châm đầy bình cho mình uống liếp,
Vậy mà bây giờ tao thấy đói. Có lẽ tại vì lỗ mũi tao nghe mùi hủ tiếu, mùi mì. Tụi bay không biết, chứ từ lâu rồi. Tao không nhớ là bao nhiêu lâu, nhưng chắc là lâu lắm. Tao chưa được ăn mì. Bây giờ đứng đây, phía đường hông chợ Tân Định, nơi trên gió, vậy mà vẫn đánh hơi rõ mồn một mùi nước lèo của xe mì nằm bên đường Hai Bà Trưng, phía dưới gió, rõ như hơi của nước lèo đang bốc lên ngay trước mũi. Tao nuốt nước miếng. Thèm quá, tao thèm ăn ngay một tô mì. Thọc tay vào túi quần, tao đụng hai tờ giấy bạc. Móc ra xem thì ra là 2 đồng. Tao chỉ có ngần đó thôi, nhưng 2 đồng đủ để ăn một tô mì rồi. Thì ăn đại một tô cho nó đã. Tao dậm bước vào tiệm nước, bỗng nhớ lại vợ tao hồi sáng khi trao cho tao 2 đồng đó. Có dặn, chiều anh ghé chợ cây quéo mua 6 cái hộp vịt và nửa giỏ rau. Vậy anh bắt nồi cơm bỏ vô luộc trước. Chừng mẹ con em về, em làm nước mắm rồi dầm cho cả nhà ăn. Hình ảnh cả nhà tao, 7 đứa quây quần bên nửa giỏ rau và 6 cái hộp vịt. Và hình ảnh tao một mình ngồi ăn tô mì, làm tao khựng lại. Tô mì mà tao muốn ăn, thèm ăn, là cả một bữa ăn của gia đình. Tao không thể đổi được, thà là tao nhịn thèm, thà là tao chịu đói để về ăn chung với vợ con. Ăn thứ gì cũng được, ít nhiều gì cũng được, dở ngon gì cũng được, miễn là ăn chung với tụi nó, để thấy rằng cuộc đời tao bây giờ chỉ còn lại có tụi nó là quý thôi. Tao nghe thương vợ thương con vô cùng, và tao cũng nghe thương thân tao vô cùng. Tao đứng yên nhìn ra mưa, bỗng nghe hai má của mình ướt lạnh, đưa tay lên vuốt mặt, mà nghĩ rằng mình vuốt nước mưa trên má. Xin mở ngoặc, trên đây là lá thư viết lỡ dở, của ai viết cho ai tôi không biết. Thơ viết trên giấy tập học trò, chữ nhỏ li ti nhưng đẹp và rõ nét. Tình cờ tôi nhìn thấy nó trong xấp giấy gói hàng của bà bán xôi đầu ngõ nên tôi xin... Xin đóng ngoặc. Tác giả Tiểu Tử. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.